Ghi nhận tại trường nghiệp vụ nhà hàng thành phố Hồ Chí Minh, tại đây có 4 ngành đào tạo chính là chế biến món Âu Á, làm bánh, nghiệp vụ bàn pha chế và nghiệp vụ phòng. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ tổ chức các đợt thực tập nghề tại các khách sạn nhà hàng, đồng thời trợ giúp học sinh tìm kiếm việc làm cũng như được tiếp xúc với doanh nghiệp. Thanh thiếu niên đường phố lang thang cơ nhỡ, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình hộ nghèo hay những em đang sống tại các mái ấm, nhà mở và bộ đội xuất ngũ là những đối tượng được quan tâm và nhận tuyển sinh miễn phí trong mùa hè này. Môi trường học ở đây thì rất tốt, thầy cô hỗ trợ học sinh đầy đủ và nó giúp ích cho mình là mình sẽ có cái nghề sau này và sẽ có kỹ thuật trong cuộc sống. Thu nhập cỡ điểm của em cũng khá tốt và hiện nay thì tỷ lệ giới thiệu việc làm cho các em là đạt trên 95%. Ngoài trường nghiệp vụ nhà hàng thành phố Hồ Chí Minh, tại trường Cô Tô và trung tâm 4P Foods cũng đang tuyển sinh các khóa đào tạo nghề bếp miễn phí dành cho nhiều lứa tuổi và vùng miền. Quý khán giả có thể liên hệ trực tiếp tại trường qua website hoặc fanpage để biết thêm thông tin chi tiết.